Viễn Vọng đâu rồi nhỉ? Viễn đâu rồi nhỉ? À, Đình Lực. Cây của Đình Lực. Nhầm xe, xe Viễn luôn này. Quay cả hai xe luôn. Đình Lực thì đang đi đục rồi. Cây này đều quay hết một trong một cái cuốn video trước rồi, mà lúc chưa có lá các bác. Đâu đấy 15, 25 gì đấy. À, cây xanh đáng siêu. Con này 30 đây. Hôm qua đục đưa đi lên, em kia đưa đi đấy. Đâu, đấy mua Long Biên. Chụp con xì, gần đây có mua cây nào của vừa đâu. Lâu lâu rồi cũng mua cây của vừa. Đầu to. Đầu to. Đi đến đâu, gần thì chắc video cũ. Vì là lâu lâu rồi không coi chưa mua cái nào của mời. Không, con mời vừa vừa phiên trước là của phiên đó. Phiên trước lại không đi ra đây. Phiên trước lại không đi chờ được. Phiên trước đi đám cưới. Đấy, cái ba chục của lực hôm đục của bên Long Biên đây này. Có quay đây này. Đấy. Xin già, xin già. Lực thì giờ đi mải đục rồi. À, bảo Minh Lực. Bác kể cả không có cây đẹp đúng gu ở đây thì lưu số lại sau còn liên hệ các bác ấy. Nhiều lúc tôi cũng không thể nào mà hỏi hết được, ngày nào cũng hỏi. Rồi ngày nào cũng quay vào cái số được. Tôi chỉ lên quanh ở đây thôi, chứ không có đi nhiều nơi đâu. Công việc của tôi ở Hà Nội. Không phải là hành nghề quay phim gì cả. Bác không cả. Quay rất nhiều. Có bác thuộc tên. Nhiều bác thuộc tên, thuộc nhà rồi mà. Đọc số rất nhiều lần không chịu lưu, sau cứ hỏi lại. Nhiều khi nó cũng không hay, bác chịu khó lưu lại. Đấy. Nghệ nhân bây giờ ra cái to to này bao tiền này? To to á? À? 30. 30. Giá thụt quần hết. Đằng này bán hơn cả cà ve hết đát. Đẹp này mà báo có 30. Đây nhỉ? Lần này không để cái biển số đấy à? À đấy, to to để cho oách. Đấy, đi đâu đó. Bán cây. Không, bán cây không bán thân. À được cuối giá cây to to này ông lại đi rồi. Viễn này. Đang định hỏi thêm mấy cây ông lại đi rồi. Đấy, đeo cái lọ lọ lành ấy, lọ lành rất lành nó. Lọ này hay phết đấy. Ba chục quả này. Quả xinh. Xanh Nam Biển, quả mâm, quả vàng ươm. Đấy, ngày xưa thì có anh Kiện, bây giờ là có cả Viễn này, chơi hàng to đây. Mỗi tội là ngày nó cũng vướng cái xe quá, không có lùi xa được mà quay cái bóng của nó. À đây, không còn cái chi già già đấy. Hàng đẹp ông sang Long Biên ông bán hết rồi. Đó. Bên này của mình. Không, chắc của anh. À, Viễn. Gấu đấy nhỉ. Gắn cây đã. Gấu đấy. Chân này nuôi là có đấy, nuôi là có.
anh em hỏi số thì gọi cho số cái biển mà vừa mới để cái xe nhé. Cây là viễn, chứ bán cây ấy. Cho nó thoát cái cổ này. Bắn cái này ra để chụp, để chụp đấy đẹp. Đây, cây basic đây. Đúng là không bằng một cái phôi cục cục. Thời thế như vậy quá, không nhiều chỗ vẫn bán đắt lắm ý, không có rẻ đâu. Bao nhiêu năm tháng được cái cây như này, xanh năm điền quá. 30 triệu. Thế mà người buôn thì cứ lãi là người ta bán, nhưng mà cái người trồng ra không được mấy đâu, đúng không? Không được mấy đâu. Đây cao độ chắc khoảng độ 1m6, 1m6, 1m7, không được 1m7, 1m6, 1m65. Đấy, ok. Đây là 10 à? Nốt cây này. Mở hàng cái nào cho anh? Em à? Ừ. Chưa. Nay toàn hàng mới nhỉ? Ừ. Ổi đẹp quá, bao tiền cái ổi đó? 2,5 triệu. Đây là xe ô tô. 2,5 triệu. Đây là nhiều ổi đấy. 2,5 triệu này, đây là. Cái này 1,5 triệu. 1,5 triệu. Đó. Đơn kia là của mình hay của anh? Đơn, ý là 8 triệu. 8 triệu. Đỏ anh? Đỏ. Tám triệu. Đây. Được chưa? Cao độ 30 phân. Đây 35-40 phân. Đấy, bệ vãi. Bệ vãi. 8 triệu. Đấy. Ổi nông con nhiều dầu á. Vâng. Đấy. Cái ổi thì bao tiền anh? 2,5 triệu. Mở găng đấy anh. Giả có về chân bệ kìa. Đấy. Ổi đẹp. Cái này thì sao anh? Xanh Lam Điền. Vâng. Đấy, 3 ủa triệu cho lên đường. Có mùi mít ở đâu nhỉ? Chả biết. Giống giống. 3 triệu. Đấy, xanh lam điền. À, bốc xanh, bốc đỏ. Đấy, lại nổ số các anh nhỉ? 09858. 09858. 37909. Đấy, thuộc thuộc mấy số đấy. Đấy, 909. Vâng. Mè chua rồi. Mè tròn rồi đúng không? Mè quả tròn. Đấy. Mè núi này. Ngắm cây thì ra uống nước hai anh nhé. Chậu này khối người tìm chả được. Chậu lá lật đấy. Chậu lá lật cũ. Taxi là của mình à? Vâng, của em. Búp đỏ đấy. Búp hồng, búp đỏ, đỏ cho. Cây già. Mặt phải. Mặt đấy là bên. Mặt đây phía phải. Lớn cây quá. Nghệ thuật đấy, cây nghệ thuật. Xong rồi thì được chơi. Mấy tiền ông này nhỉ? Anh lấy em để cho anh 7 triệu. Lấy của cái thằng bạn là 6 triệu nữa. Thủ này bao nhiêu anh nhỉ? Đặt máy ông đánh rồi là đây là 6 triệu.
viên đá. Cái thủ cấp này là bao nhiêu nhỉ? Đấy rồi em. Đấy, đẹp. Đấy, 6 triệu. 6 triệu. Về cho vãi, về cho vã từng xốp vào thì bên này lại cuối tiền, nên cuối tiền. Lực đấy. Nhiều đầu chơi kiểu láng làng. Chân cẳng là đầy đủ ấy. À. Đấy. Ok rồi, được rồi, không phải xoay đâu. Rồi. Đẹp đấy. Đấy. Đẹp đấy. Nói chung là con này cũng phải động đi một tí nữa. Nhìn nó mới ổn đây. Thủ cấp đúng gu này, đẹp rồi đấy. Ok, rồi cảm ơn ạ, ra hàng anh Trung. Sao đây nè, đây gây của Hiếu rồi. À, ái chà, ái chà, tôi chết rồi. Bao nhiêu cành này đây? Ôi, chúng anh em lấy bắp phở. Giống chi quý đấy, về mà để ươm này vứt đi thì cũng quý của trời đấy, vứt tiếp hết đấy, quý lắm ấy. Để đây nhá, nhớ đừng có để ai xin mất chết, cất kỹ đấy. Cái này là bao nhiêu anh? Cái này 3 triệu. Ôi, kéo xịp nhỉ. Kéo mình đi mượn mà. À, mượn này. Mình dùng đâu kéo này. Ừ, dùng này tốn gạo lắm. Ờ, em biết rồi. À, 3 triệu. Thì Phạm hôm nào lại mang cái cây nhỏ nhỏ đi chơi tí nhá. Ừ. Chẳng chịu đi cho đi chơi, lâu lắm không nhìn thấy. Đơn đẹp. Cây của anh Hiếu nhé, bắt đầu cây của anh Hiếu. Đấy. Đéo xì của anh đây. À thế à? Con đi con gì đấy kìa. Đẹp đấy nhà, hạ đẹp đấy. Bao nhiêu tiền cây này anh Hùng? 6,5 triệu. Hạ xuống nhưng mà đẹp đấy. Đấy, lại nhiều đầu đây. Rất nhiều đầu. Kiểu đầu trùng. Xem thôi không thì chưa có kiểu đầu trùng. Đấy, cây của anh Hùng. Này thì bao nhiêu anh? Dưới. Đơn này đẹp này mà chưa ông nào ấy nhỉ. 8 triệu nhỉ hay là mười mấy, quên mất. 9 triệu. Đúng là khổ thôi. Đấy. Đẹp này cứ muốn mua rẻ thì khó lắm. Đơn đỏ lắm. Đỏ. Bao tiền cái này đấy? Đây 9 triệu mọi người. Hả? 9 triệu ạ. Ấy đỏ phải trông như vàng ấy nhỉ. Hiếm kiếm một cái cốt lắm. Nứt trực nứt đấy, như thợ tóc, như thợ tóc. Rồi sang đây này. Bán hàng đi. Rồi. Làm cái kéo nhật đấy chứ lại kéo cắt giấy này chết. Kéo lây kéo nhật không thể lại được. Chán ăn luôn. Bao nhiêu à?
Nguyệt bao nhiêu tiền đây? Nguyệt Quế bao nhiêu tiền đây? 2.5 đồng. 2.5 đồng may lắm, 2.5 đồng nhỉ. Giá rẻ rất mình. Hôm nay mang ít đi thế?